Hi, chào mừng mọi người đã đến với video tiếp theo của mình. Thì mình mới đi làm về thì nghe cái tiếng thỏ con kêu. Thì bây giờ mình mới phát hiện là con thỏ nó đang đẻ. Thì hôm nay mình sẽ cho mấy bạn coi khoảnh khắc thỏ đẻ nha. Cái này hiếm gặp lắm á, bình thường nó toàn đẻ buổi tối không à. Nó đang đẻ này, để mình cho mấy bạn xem nha. Nó đang đẻ luôn mọi người. Hình như là nó đang ăn nhau. Cảnh này rất là khó gặp luôn nha mọi người. Mình nuôi cả năm mà mình chỉ mới gặp đúng một lần thôi. Wow, đẻ được quá trời rồi. Nãy đang ngồi trên nhà tự nhiên nghe tiếng thỏ con kêu. Cái mình chạy xuống thì thấy nó đang đẻ. Để cho nó chắc rồi. Sợ nó cảm giác bị đe dọa cái là nó ăn con nó. Cảnh này hiếm gặp lắm á. Còn đây là mới đẻ luôn. Mà mình bận quá mình không quay được cho mọi người. Còn đây là cái lứa thỏ đầu tiên mà mình quay cho mọi người nha. Thì bữa nó đen thui mà giờ bắt đầu nó ra màu rồi nè. Có màu xám, màu vàng nữa. Con này nó cũng đẻ, nó đẻ 3 con mà nó ăn hết 2 con. Bữa đó mình quên châm nước nha, nó ăn hết 2 con. Còn một con mình bỏ qua đây, bây giờ bên đây 7 con. Sẵn tiện xíu nữa mình sẽ cho mấy bạn xem cảnh thỏ bú luôn ha. Giờ mau, đi ra. Đây, con này cũng đẻ. Con này cũng mới đẻ. Đẻ được 3 con mà rất là to nha mọi người. Đẻ được 3 con to lắm. Đây. Một màu trắng với lại hai đen. Hai đen ém vàng. Dĩ đen. Đi ra ngoài. Sẵn tiện mình cho mấy bạn xem cảnh thỏ bú là như thế nào luôn nha. Thì vì con này nó đẻ mà nó ăn con nó nên là mình bắt con nó qua đây luôn. Cái mỗi lần cho bú thì mình bắt con nó qua lại thôi. Bên đây con nào bú chưa no thì mình sẽ bỏ qua ha. Nó lớn rồi cái nó cũng không chịu nằm trong rổ nữa. Để mình coi con nào mà bú ít á, mình bắt qua. Thỏ nhiều con nó dễ lắm nha mọi người. Không phải con nó mà nó vẫn cho bú nha. Cứ tới giờ là nó cũng biết đường nó cho bú rồi. Để mình bắt cho xong rồi mình quay cho mọi người xem. Đây là cảnh thỏ bú nha mọi người. Con thỏ mẹ này nó khá là dễ. Chỉ có điều là hồi đợt nó đẻ mình quên châm nước cái nó khác hay sao nó ăn con nó. Không phải con nó mà nó cũng cho bú này.
đẻ được bao nhiêu con đây. Ồ, đẻ xong rồi này mọi người. 2, 4, 6 con. Đợt này nhà mình phối 5 con. Mà 3 con đẻ 6 con, 1 con đẻ 3 con. Con kia cũng đẻ 3 con mà nó ăn hết 2 con rồi. Thỏ mới sinh nhìn ghê quá. Con này màu đen thì lại đẻ ra trắng. Tầm này chắc là trắng nhiều rồi mọi người. Màu trắng nhiều rồi. Bà này cũng đẻ màu trắng không. Bà này đẻ được 2 con xám. Xám, mà bố xám lên màu đẹp lắm. Rồi. Nó nhảy ra là nó cho bú xong. Đây mọi người nhìn thỏ con này. Bú xong là cái bụng no căng luôn. Coi đây. Bụng. Các bác cầu siêu. Tròn xe luôn nè mọi người. Thôi. Ăn gì không? Để mà nó bảo nó rồi hả? Hôm nay nhà nó mẹ đi mời thiệt đi chứ. Rồi. Chắc chắc là video mình dừng ở đây thôi ha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn mọi người vào những video tiếp theo nha. Bye bye.